Bà Hàn Ni bị đề nghị phạt đến 2 năm tù, cho rằng bị cáo là người hiểu biết pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm pháp luật. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Thưa quý vị, trưa ngày 1 tháng 3, phiên tòa xét xử các bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Giang Sĩ bước vào phần tranh luận. Trình bày các quan điểm về vụ án thì đại diện Viện Kiểm sát cho biết căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và các tài liệu chứng cứ có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, Trần Giang Sĩ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, đưa lên không gian mạng những cái thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng trái quy định pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào cái tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo là người hiểu biết pháp luật, đã có những cái bài tư vấn về pháp luật cho người dân nhưng vẫn cố tình vi phạm pháp luật. Do đó cần phải có những bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, trong cái quá trình công tác, các bị cáo đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen, có nhân thân tốt nên đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình. Từ các lẽ trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Giang Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Theo truy tố, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản YouTube, Facebook cùng tên nhà báo Hàn Ni đăng tải một số nội dung có liên quan đến vợ chồng ông bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan điều tra giám định nội dung clip có tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không", đăng tải ngày 3 tháng 9 2021 và xác định bà Hàn Ni có 4 cái phát ngôn liên quan đến thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Về lý do đề cập đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, công ty cổ phần Đại Nam cũng như quỹ Hằng Hữu, bà Hàn Ni nói rằng trước đó bà Hằng có nhiều cái buổi livestream xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà. Về những phát ngôn trong các clip, bà Hàn Ni khai rằng là lấy từ báo chính thống đã đăng tải, không có xác minh tính đúng sai cũng như là không còn có sự chấp thuận của cơ quan báo chí. Đối với luật sư Trần Giang Sĩ, cơ quan điều tra xác định ông Sĩ đã sử dụng kênh YouTube luật sư Trần Giang Sĩ đăng tải những clip thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của vợ chồng ông bà Dũng Hằng, xâm phạm đến lợi ích của công ty cổ phần Đại Nam. Và với những cái phát ngôn về ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam, ông Sĩ khai rằng là do ông Dũng xuất hiện trong một số những cái livestream ủng hộ quan điểm của bà Hằng. Ngoài ra, bà Hằng liên tục yêu cầu giới nghệ sĩ sao kê hoạt động từ thiện nên ông phát ngôn đáp trả về quỹ Hằng Hữu cũng như nói về những cá nhân của ông Dũng. Cũng trong phần tranh luận tại phiên tòa thì bị cáo Hàn Ni nói rằng là tôi đăng cái thông tin về đời tư bà Hằng đúng sự thật. Tại tòa, bị cáo Hàn Ni khẳng định các thông tin đưa lên mạng xã hội liên quan đến đời tư mà bị Nguyễn Phương Hằng là đúng sự thật. Bị cáo căn cứ vào một phần thông tin trong các bài báo chính thống đã đăng. Vào buổi sáng ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi là luật sư nhà báo, và bị cáo Trần Giang Sĩ, 66 tuổi là luật sư, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức của cá nhân. 8 giờ 35 phút phiên tòa khai mạc. Trong phần làm thủ tục, thư ký thông báo về việc bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng và các cá nhân, công ty là người có liên quan xin vắng mặt tại phiên tòa. Xét thấy quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ghi lại cái lời khai đầy đủ và sự vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa. Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Giang Sĩ thừa nhận ngoài việc hành nghề luật sư từ tháng 8 2021 đến ngày 16 tháng 10 2021, bị cáo còn sử dụng YouTube phát tán các thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam và quỹ tự thiện Hằng Hữu. Theo lời khai của bị cáo Trần Giang Sĩ thì vào ngày 15 tháng 8 2021, bị cáo có phát cái nội dung Nguyễn Phương Hằng sở hữu chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng. Công ty cổ phần Đại Nam nợ nần chồng chất, vay mượn của nhiều người, nhiều doanh nghiệp.
Khi chủ tọa hỏi không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những cái thông tin này để đưa lên mạng xã hội, thì bị cáo sĩ im lặng trước câu trả hỏi này. Bị cáo sĩ thừa nhận cái việc đưa các thông tin chưa kiểm chứng này lên mạng xã hội gây bất lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng, ông Quỳnh Vy Dũng và công ty cổ phần Đại Nam. Bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không ăn sai. Và khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng hay không, bị cáo Hằng đi khai rằng buổi sáng ngày 3 tháng 9 2021, bà Hằng có những cái phát ngôn thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu, và sau đó bị cáo livestream trên Facebook phản bác lại với nội dung bà Hằng có ngồi sớm trước pháp luật hay không. Về nội dung tố bà Hằng tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền có liên quan đến 5 cam, bị cáo Hằng Ni khai là trong phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng trước đó có nêu rõ tên khác của bà Hằng là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Bị cáo Hằng Ni khẳng định các thông tin liên quan đến đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật, và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và những nội dung trong các bài báo chính thống đã đăng về bà Hằng. Bị cáo Hằng Ni tỏ ra bức xúc khi bị bà Hằng xúc phạm, vu khống nhục mạ là làm gái, tống tiền doanh nghiệp, phản động v.v. Theo bị cáo, các thông tin bị cáo đăng trên mạng xã hội không nhằm mục đích xúc phạm bà Hằng, mà bị cáo đưa thông tin về việc bà Hằng là người bình thường, là một công dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi được hỏi về việc đăng thông tin về đời tư bà Hằng có xin phép bà Hằng không, thì bị cáo Hằng Ni trả lời rằng là bị cáo không biết bà Hằng là ai. Chỉ tới phiên tòa xét xử bà Hằng thì bị cáo mới gặp và biết bà Hằng nên không thể xin phép. Và bị cáo khẳng định tại thời điểm đăng tin về bà Hằng thì bị cáo đã tìm hiểu và biết luật thông tin cá nhân, luật bí mật cá nhân chưa được ban hành, nên việc bị cáo lấy thông tin về đời tư bà Hằng trên mạng xã hội rồi đăng tải không phải là tiết lộ bí mật đời tư cá nhân. Dù thừa nhận hành vi của mình là sai, nhưng bị cáo Hằng Ni cho rằng bản thân không nghĩ việc làm của mình tới mức phải xử lý hình sự